top những chiếc máy ảnh đáng mua của Fuji Film dành cho người mới được sắp xếp từ giá thành thấp đến cao. Đầu tiên phải kể đến là Fuji Film X3, đây là chiếc máy ảnh cơ bản của dòng Fuji ha. Chiếc máy ảnh trong tầm giá khá ổn định, các bạn đã sở hữu ngay một chiếc máy ảnh có màn hình lật, có cảm ứng và tích hợp wifi để cho các bạn chuyển hình ha. Một ưu điểm của máy tích hợp dành cho người mới đó là có hỗ trợ tiếng Việt và rất dễ sử dụng. Tiếp theo, máy có phân giải 24MP và quay phim Full HD nha. Chiếc máy ảnh thứ hai đó là dòng Fuji Film X5, đây là một cải tiến của dòng Fuji Film X3. Máy vẫn được trang bị những chức năng mà Fuji Film X3 có, tuy nhiên có điểm khác biệt là máy sẽ có hỗ trợ cho các bạn lens kit điện tử 15-45 và có quay phim ở 4K nha. Nhìn chung dòng Fuji Film X3 rất dễ sử dụng vì máy thiết kế cơ bản dành cho người mới. Máy sẽ đáp ứng đầy đủ tất cả các chức năng mà các bạn yêu cầu quay chụp chân dung phong cảnh nha. Chiếc máy thứ ba phù hợp cho người mới đó là dòng Fuji Film XT200. Chiếc máy này máy được hỗ trợ màn hình LCD xoay lật rất to và rộng, có cảm ứng rất mượt mà nha. Máy được trang bị cảm biến Bayer 24MP và quay phim ở 4K. XT200 phù hợp cho người mới bởi vì thao tác rất dễ dàng, có màn hình cảm ứng trong menu. Tất nhiên XT200 vẫn có hỗ trợ tiếng Việt cho các bạn rất dễ dàng sử dụng nha. Hầu hết các dòng Fuji Film đều có giải lập màu phim và XT200 cũng vậy. Về chất lượng hình ảnh thì mình đánh giá khá cao về dòng Fuji Film XT200 này. Tốc độ lấy nét của máy cũng rất tốt nha các bạn. Về màu ảnh của Fuji nói chung và của XT200 nói riêng thì mình không có gì để bàn cãi bởi vì màu ảnh rất là đẹp và ăn liền, có thể sử dụng ngay. Từ những đánh giá nêu trên, các bạn nào thấy phù hợp với dòng máy XA3, XA5 hay XT200 thì liên hệ thông tin mình để ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.